Spa thì chắc khỏi cần giới thiệu đúng không quý vị? Vâng, là anh Lê Hải, anh phải nói là đã sinh hoạt rất là nhiều trong thời gian qua, trong nhiều năm qua ở tại cộng đồng của mình, ở tại Houston. Thì Thu Phương xin mời anh Lê Hải cho biết cái nhìn của anh về đối với cái tình hình tại Việt Nam hiện nay. Thì Lê Hải xin kính chào quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ đến đây tham dự, nói lên cái sự quan tâm quý vị đối với đất nước và chính trị Việt Nam. Thì nhìn xuống thì Lê Hải thấy nhiều người có thể nói là sinh hoạt trong cái quý vị này cũng là có cái gì rất nhiều, cho nên mong mỏi là quý vị cùng dự thảo luận hôm nay, thì nếu quý vị có cảm gì thấy tại vì những tin tức đọc qua báo chí thì chúng ta cũng đọc với nhau, nhưng mà những tin tức không nó khó và có thể đọc được tin đó. Quý vị biết những cái nào đó hay hơn và cập nhật hơn thì có thể mong mỏi quý vị cùng chia sẻ để chúng ta cùng biết cái chủ đề tin tức đó. Theo cái suy nghĩ của Hải thì trong những năm qua thì dưới một cái chế độ độc tài thì rất là độc đoán, và cộng sản Việt Nam thực sự đã dùng hết mọi cách, mọi phương tiện để dùng công cụ để đàn áp tất cả các tiếng nói. Theo cái Hải nhìn thì họ muốn đảm bảo làm sao cho cái tiếng nói, những báo chí, những tin tức đưa ra từ đảng cộng sản mà ra, còn ngoài bất cứ ngoài cái luồng đó thì họ cách tìm cách để thu nhập những người viết blog, viết báo hoặc là bất cứ một cái phương tiện nào để đưa ra cho người công chúng, thì họ lại đánh đập hoặc là làm cách nào để cho ngăn chặn họ không đưa tin ra, qua điển hình như luật an ninh mạng để ngăn re, còn lúc mà không được nữa thì họ lại đưa cho những côn đồ an ninh giả dạng côn đồ đi đánh đập và đuổi đuổi và làm khó khăn cho những người đó. Thì đó là đối với Lê Hải thì thực sự đó là những cái cách mà cộng sản Việt Nam tiếp tục vẫn muốn dìm cái tiếng nói, mà thật sự cái tiếng nói và những tin tức chúng ta biết được đó là cũng nhờ qua Facebook và những cái thông tin trên mạng. Sau này hồi trước đây thì cái báo in sách thì do đảng cộng sản cầm quyền, cho nên những tin tức thật sự mà hẳn là sự thật thì chúng ta không nghe được. Nhưng sau này thì chúng ta nhờ qua Facebook và những phương tiện thông tin thì chúng ta mới biết được sự thật là đâu và như thế nào. Thì đó thì và đó thì nhưng mà hiện tại thì những công cụ đó đang bị cộng sản Việt Nam tấn công bằng mọi cách. Thì hãy thấy là trong chương trình những điển hình như lúc nãy mấy anh chị có nói, thì những cái hạt bụi cái án cho những cái việc làm đó càng ngày càng khắc khe hơn và nặng hơn, để cho muốn mong mỏi diệt cái tiếng nói của người dân, những báo chí bình thường của người dân và tiếng nói và cái chia sẻ của người dân trong nước. Cảm ơn anh Hải. Một cái câu hỏi đặt ra là chúng ta thật sự trong cái công cuộc đấu tranh này chúng ta cũng cần có cái sự hỗ trợ của quốc tế, nhưng mà trong cái trường hợp, trong cái thời điểm như ngày hôm nay bây giờ, thì theo các anh chị nghĩ đó, thì chúng ta có thể làm gì để mà vận động nhiều hơn về cái trong cái bối cảnh mà quốc tế không có quan tâm đến vấn đề nhân quyền hoặc quan tâm đến vấn đề kinh tế nhiều hơn, thì chẳng lẽ là chúng ta chịu thua cái đó, chẳng lẽ là cái đó là một cái điều mà chúng ta không làm gì được hay sao? Thì tôi không biết là trong ba anh chị người nào có thể dạ mình đi. Thì chúng ta vẫn tiếp tục cái hành động của chúng ta là chúng ta vẫn đi vận động những cái người, những cái dân cử, những cái người thượng nghị sĩ mà có quan tâm tới tình hình của Việt Nam, và chúng ta vẫn đưa cho họ những cái vấn đề mà đàn áp của Việt Nam, để cho họ lúc nào cũng biết và lúc nào cũng sẵn sàng có một cái bill gì đó mà khi có những cái vấn đề thay đổi, giống như là một cái cuộc biểu tình giống như trong Hồng Kông, hay là chúng ta thấy năm vừa rồi chúng ta có một cuộc biểu tình rất là lớn là về chống cái luật đặc khu đó, thì lúc nào chúng ta cũng phải sẵn sàng. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là những cái nhà hoạt động trong nước thì có lẽ là trong cái hoàn cảnh hiện tại thì đối với người Việt Nam, chính quyền Việt Nam thì họ bắt người tùy theo cái sự nguy hại, họ đánh giá cái sự nguy hại của cái người đó đối với chế độ.
thì những cái người mà đấu tranh riêng lẻ thì thường là muốn nói gì nói, chính quyền Việt Nam họ không có quan tâm gì nhiều, nhưng mà những người mà thuộc về một cái đảng phái, một cái đoàn thể, hay là như trường hợp của ông Thập Chí Dũng, ông đã lập ra một cái hội gọi là Hội Nhà báo Tự Do. Thì mà ông Thập Chí Dũng, cái hoàn cảnh đặc biệt của ông sinh ra từ một cái gia đình cách mạng, gọi là cách mạng rất là nòi, và ông biết rất là nhiều cái những cái thông tin ở bên trong của chính quyền cộng sản đó. Thì đối với chính quyền thì ông Thập Chí Dũng là một người đặc biệt nguy hiểm. Thì đối với những người trong nước thì có lẽ là trong cái hoàn cảnh hiện tại, Linh nghĩ là họ nên cẩn thận trong cái hoạt động của họ. Họ vẫn đấu tranh nhưng mà cố gắng bảo vệ cái sự bí mật, cũng như là không có làm phô trương để cho chính phủ thấy là họ cảm thấy là một cái sự đe dọa đối với chính quyền. Vâng, thì như chúng ta cũng thấy đó là cái vấn đề kinh tế không những là một cái điều mà thế giới quan tâm, mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cũng đang rất quan tâm. Cái kinh tế đang là một cái vấn đề nhức nhối đối với họ, bởi vì cái tình hình kinh tế Việt Nam đang đi vào, phải nói là đang ở trên cái bờ vực mà đổ vỡ hết, nợ công lên rất là cao, chính phủ không còn có cái khả năng đi mượn nợ nữa, bởi vì bây giờ họ phải mượn nợ để mà trả nợ. Những cái gì thu vào không, hoàn toàn không đủ để mà trả nợ, chứ đừng nói đến cái việc mà đầu tư phát triển đất nước thêm. Thành ra đây là một cái điều đang khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam rất là lo sợ, bởi vì nếu kinh tế mà sụp đổ đó thì cái việc mà họ còn ngồi lại được ở đó hay không là coi như là họ mất đi cái sự mà người dân cho phép, cho tới ngày hôm nay họ còn ngồi ở đó được, bởi vì trong những năm qua nền kinh tế của Việt Nam phát triển, nhưng mà phát triển ở trong cái thế gọi là tạo ra một cái vấn nạn tham nhũng tràn lan có hệ thống, và chính cái điều này nó dẫn đến cái tình trạng mà nợ công cao, phải đi vay nợ để mà trả nợ. Thì một khi mà cái nền kinh tế mà không phát triển nữa, bị suy sụp, thì cũng là lúc mà người dân sẽ không cho phép họ còn ngồi ở tiếp tục ở đây nữa. Đó là cái điều mà họ đang sợ, và chính cái nỗi sợ này khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam phải gia tăng đàn áp để mà dẹp hết những cái tiếng nói đó. Nhưng mà như chúng ta đều thấy, điều đó họ đã làm không được. Trên Facebook ngày hôm nay, trên các mạng xã hội ngày hôm nay, vẫn còn rất nhiều người lên tiếng để mà chỉ trích, để mà nói lên những cái bất công, những cái sai trái trong xã hội. Thì chúng ta đã rõ ràng thấy cái hành động, cái sự gia tăng đàn áp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy thì không biết các bạn nhìn thấy cái sự phản ứng của người dân đối với cái sự đàn áp này như thế nào? Cái sự sợ hãi nó có tăng lên hay không? Những cái bản án cho ông Lê Đình Lượng 20 năm tù, thầy giáo ở Nam Tỉnh 11 năm tù. Và có thể có một số người lúc trước thì họ trao đổi với dư luận viên ở trong nước để nói qua nói lại, nhưng bây giờ người ta biết đó là công việc làm của họ rồi, nên bây giờ cũng không có sự đối đáp. Và những cái tin tức mà họ theo dõi trên mạng hiện tại thì hay biết rất nhiều người theo dõi, họ đọc nhưng mà họ không có bấm like hay là không trả lời hay không góp comment gì hết. Họ vẫn theo dõi tin đó, họ vẫn đọc những tin đó, cho nên những cái nguồn tin từ ngoại đưa về rất là ảnh hưởng đến cái suy nghĩ và cái tiếp nhận của họ về sự thật của tình hình đất nước. Và một cái mặt mà lúc nãy chị Trung Thiên có đề cập tới là vực kinh tế, thì hãy theo anh nghĩ thì hiện tại cả Trung Cộng và Việt Nam trong hai cái nước quốc gia cộng sản đó, chỉ cần một cái khủng hoảng kinh tế thì nó sẽ chúng ta thấy càng lúc càng có nhiều những cái xã hội dân sự, cũng như là những cái hội đoàn mà được thành lập ở trong nước, mà tuy là họ không có giống như là những cái người ngoài của chúng ta không có biết nhiều về họ, nhưng mà có rất là nhiều cái hội đoàn. Chẳng hạn như một cái hội đoàn mà Linh biết là khi mà
ở bên Hà Nội họ mà đi đốn hàng ngàn cái cây cổ thụ để họ xây một con đường đi ngang qua đó. Thì những người bạn trẻ trong Hà Nội đã lập nên một cái tổ chức mà lúc sau này họ đổi cái tên nó gọi là tổ chức Green Tree đó. Thì những cái tổ chức như vậy nó có rất là nhiều ở trong Việt Nam, là họ chỉ muốn bảo vệ cái cây thôi. Nhưng mà làm sao để đi bảo vệ cái cây thì dĩ nhiên là phải đi ra đường, phải dơ những cái biểu ngữ lên để cho mọi người thấy được cái hành động của cái chính quyền là không đúng. À, chỉ cái hành động như vậy thôi thì những cái báo chí chính thống ở trong nước họ bắt đầu họ đã phá và họ gọi những cái tổ chức này là lấy tiền của phản động để mà làm những cái việc đó. Nhưng mà như anh Hải đề cập tới là những cái ở trong nước thì họ đã có một cái lực lượng gọi là lực lượng dư luận viên. À, họ cái lực lượng dư luận viên này có tới 10.000 người lận theo một cái ngày thành lập họ giới thiệu là có 10.000 người và họ để dùng để đả phá lại những cái công việc như vậy. Nhưng mà những người ở hải ngoại như chúng ta thì cũng không cần phải có một cái lực lượng nào để chống lại, người dân tự động đã biết những cái luận điệu của những cái dư luận viên này và họ đã tự động họ phản kháng lại. Thì chúng ta đọc cái tin xa mạng xã hội chúng ta thấy là người dân họ tự động họ phản kháng lại, chúng ta không cần phải nói gì hết. Rồi một cái vấn đề nữa là không chỉ những người dân trong nước mà ngay cả những người mà đã từng có công với chế độ ngày nay họ cũng đứng lên, họ lên tiếng. À, giống như trong cái vụ việc 749 vừa rồi đó, thì ở bên Hà Nội đã có một cái cuộc dự thảo của những cái người mà gọi là cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Chẳng hạn có hai người mà liên nhớ tên là ông Chu Hảo và ông tướng Lê Mạnh Lương, phải ông Lê Bá Lương dạ. Dạ vâng. Thì cái ông Chu Hảo này ông đã từng là thứ trưởng của một cái bộ thông tin công nghệ, và ông Lê Bá Lương đó ông là một cái ông có một cái huy chương gọi là anh hùng các lực lượng vũ trang, nghĩa là cái huy chương đó là cái huy chương cao nhất trong quân đội của Việt Nam. Hai người này đã có dự trong cái buổi thảo đó và họ đã lên tiếng rằng là họ muốn lại cái bộ ngoại giao, họ muốn đi tới cái bộ ngoại giao và nêu lên vấn đề tại sao những cái chính sách của ngoại giao đối với Trung Cộng nó là như vậy. Thì đó là những cái tiếng nói mà trong lòng của chế độ bây giờ họ đã bắt đầu họ lên tiếng. Thì tôi cảm thấy cái đó là một cái sự rất là phấn khởi, tại vì không phải là chỉ có giữa chúng ta đối với họ mà ngày nay họ đối với họ cũng đã bắt đầu có một sự nặng.